Em bé ra ngồi với chị này. Ngồi vừa, bé ra ngồi với chị đi. Ngã ngã, cho chân xuống dưới cho mình. Đâm vào bên cạnh bên sau ấy. Đâu rồi em? Em đập đầu à? Đập đầu, đập lưng, đập người. Kiểu ra bác Tú ngồi với con chó kìa. Đi ra xem con chó đi. Để mẹ phủ hết, để mẹ phủ đã. Con cá.